Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin mua vé xe vào anh hạng VIP kể hành trình cái chết kể bên. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều hình ảnh, đó là việc 39 người đã bị chết trong chiếc xe container lạnh tại Anh, và trong số đó có rất nhiều người Việt Nam. Và cái chết vì ngạt và cóng của 39 nhân mạng, nhiều người trong số đó được cho rằng đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh của Việt Nam, đã gây một cú sốc rất lớn trên toàn cầu về sự dã man của những kẻ buôn người này. Chị Lan, một phụ nữ Việt Nam vừa trải qua hành trình tương tự trên, đã kể lại cho các phóng viên quốc tế cho được biết. Lời kể của phụ nữ Việt Nam mua vé xe tải vào Anh. Đây là hình ảnh của những chiếc xe tải có thể giấu người nhập cư, nhập lậu vào Anh. Cái chết thương tâm của 39 di dân trong chiếc xe tải đông lạnh khiến dư luận Anh bàng hoàng. Người dân địa phương tại Grays Essex, nơi vụ việc phát hiện, nói rằng họ không thể hiểu nổi làm sao chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng những di dân, trong đó có người Việt, khi quyết định tìm cách vào Anh bất hợp pháp, họ có biết sẽ phải đối diện với một hành trình kiểu như thế không? Đây là câu hỏi mà các phóng viên cũng như là chị đã đặt ra. Số tiền lớn phải trả làm nhiều đợt cho kẻ buôn người trong cả hành trình đầy nguy hiểm này đã được chị miêu tả như sau. Và đây là hình ảnh của tại Anh. Đây là hình ảnh của một khu phố tàu tại London, Anh Quốc. Giao dịch hoàn tất khi tới Anh, Lan, một người phụ nữ đến từ Việt Nam vào năm ngoái, nói rằng người phụ nữ Việt Nam tên là Lan nói cô quyết định ra đi tuy đã biết đây là con đường bất hợp pháp, và may mắn là hành trình của cô kéo dài một tháng, khá là nhanh so với những người khác. Kể từ quá trình từ lúc rời nhà một tỉnh thuộc miền Bắc của Việt Nam đến khi tới lại Anh, Lan nói cô đã phải đi dành nhiều chặng với 2 hoặc 3 điểm dừng. Không tiết lộ đó là những điểm nào, nhưng Lan cho biết tại mỗi nơi cô phải lại ở lại và chờ trong khoảng một tháng. Và đây với hình ảnh các bạn thấy rất rõ, tại Anh Quốc có rất nhiều người châu Á và rất nhiều người Việt Nam sinh sống, và có ngay cả Chinatown, một khu phố tàu rất lớn. Và đây là cái chỗ mà rất nhiều người có thể trà trộn vào đây để làm ăn, kinh doanh mà rất khó bị phát hiện. Và đấy là những cái điều mà rất nhiều người Việt Nam cũng đang hướng tới. Và vé sang Anh được bọn buôn người chia làm hai loại, là loại cỏ và loại VIP. Và chúng tôi xin chia sẻ những thông tin tiếp theo. Đây là hình ảnh cảnh sát Anh thường xuyên kiểm tra người làm tại các tiệm làm móng tay ở Anh, vì họ cho rằng ở đây có rất nhiều những người Việt Nam không có giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp pháp làm việc, và điều đó sẽ dẫn đến những việc bắt giữ hoặc trục xuất về Việt Nam những người này. Chị Lan cho biết khi qua kinh nghiệm đã từng trải qua của mình, hành trình của những người Việt đi từ Việt Nam thường phải trải qua một quãng đường khá dài, khá là gian nan, Lan nói, và người đi ngay từ đầu đã xác định là rất khó khăn. Đây rất có thể là lý do khiến các di dân người Việt Nam thường cố mua vé VIP giá cao hơn vé thường để hy vọng chuyến đi sẽ an toàn, chót lọt hơn, Lan giải thích. Tuy nhiên không nói cô đi theo dạng vé nào. Cô cho biết trong trường hợp của cô, người môi giới chỉ là người tạo điều kiện cho mình đi an toàn, chứ không hứa hẹn gì về cơ hội kiếm tiền hay công ăn việc làm sau đó. Chị chia sẻ như vậy. Và rõ ràng các bạn cũng đã thấy trong thời gian vừa qua, những cái người mà đi trên chuyến xe 39 người đó thì có những người từ Việt Nam và được cho rằng đã trả rất nhiều tiền, tới hơn 30.000 bảng Anh để được mua vé VIP, nhưng cuối cùng họ vẫn chết ngạt và chết cóng trên chiếc xe đó, và tạo ra một cái sự căm phẫn rất lớn tại châu Âu và trên thế giới đối với những kẻ buôn người, và cái sự thương xót của người dân Việt Nam đối với những người đồng hương của mình. Và trong cuộc sống của những người dân Việt Nam tại quê hương ngày càng khó khăn, vì vậy họ đã tìm mọi cách để ra đi và hy vọng có cuộc sống mới tốt hơn, cũng như giúp đỡ được gia đình trong thời gian tới. Và đây là những cái thông tin mới tiếp theo. Đây là hình ảnh của nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh, liên tiếp đã xảy ra các sự cố môi trường đã khiến cho người dân mất kế sinh nhai và phải bỏ xứ ra đi. Và các bạn cũng đã chứng kiến hình ảnh mà cái nhà máy này đã làm xả thải và làm 4 tỉnh miền Trung ô nhiễm, và cá gần như là chết và ngộ độc, không thể đánh bắt được và cũng không còn mà đánh bắt. Và ngoài ra những cái kế sinh nhai của những người ngư dân và những người dịch vụ kèm theo cũng bị mất đi, và điều đó dẫn đến người dân đã nghèo, đã khó, và bây giờ họ càng khó hơn. Và đây là cái thôi thúc họ phải ra đi để tìm một cái cuộc sống mới, và hy vọng nó sẽ tốt hơn. Và lý do họ lựa chọn ra đi là các di dân bất hợp pháp thường được cho là ra đi vì kinh tế, nhưng Lan nói trường hợp của cô thì cũng không hẳn phải như vậy. Tôi có rất nhiều lý do riêng để có mặt ở đây, và lúc này cô nói khi ở Việt Nam gia đình tôi cũng được coi là một gia đình khá giả. Tuy nhiên, đến một giai đoạn nào đó, tôi gặp rất nhiều khó khăn về nhiều chuyện, mọi thứ không được trôi chảy, đột nhiên có một lựa chọn là sang đây. Ngay từ lúc ở nhà, tôi đã biết đây là một con đường bất hợp pháp và sẽ có rất nhiều khó khăn, rủi ro,
Tất nhiên tôi biết, nhưng rồi tôi vẫn lựa chọn sang đây, đó cũng là một sự đánh đổi rất lớn. Lúc quyết định ra đi, tôi không xác định có quá nhiều về việc sang đây để làm cái gì. Cuộc sống của tôi ở Việt Nam khá nhiều áp lực, khó khăn, nên tôi muốn chọn một cuộc sống mới. Cô Lan đã nói như vậy. Và như vậy chúng ta đã thấy rất rõ rằng có nhiều người vì nhiều hoàn cảnh khác nhau họ phải ra đi. Có người về kinh tế, có người cả hai, vừa kinh tế vừa tình cảm, và có những cái người về những lý do khác mà họ đã không nói ra. Nhiều người khi sang đến đây mới vỡ mộng và mọi thứ không phải như những kẻ buôn người đã vẽ ra cho họ khi đang còn ở quê nhà. Và một thông tin xin chia sẻ thêm là cuộc sống ở Anh không phải như người ta vẫn mơ. Và hình ảnh mà các bạn đang thấy đó là cảnh sát đặc nhiệm của Anh đã bắt người Việt Nam vì đã trồng cây cần sa và gây ra những tác hại rất lớn cho người dân Anh ở đây. Việc sang bên này làm gì hay sống thế nào, người môi giới chưa đề cập đến với tôi. Tất cả đều phải dựa vào mối quan hệ của mình từ Việt Nam hoặc sang đây rồi nhờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng. Chị Lan giải thích như vậy. Nếu như đường dây giúp đưa ra nước ngoài không hứa hẹn gì về công ăn việc làm, thì liệu có phải những người như Lan đã có những mối quan hệ hoặc có sự hiểu biết nhất định về thị trường công ăn việc làm hoặc cơ hội kiếm việc ở Anh rồi mới đi hay không? Đây là câu hỏi của phóng viên. Lan không trả lời trực tiếp câu hỏi này, chỉ nói nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mà tôi cố gắng sống sót, bám trụ đến bây giờ. Có nghĩa là chị Lan này sống rất vất vả, rất khó khăn và gặp rất nhiều cái chuyện chẳng lành trong cuộc sống. Kể về cuộc sống một năm qua, Lan nói khi mới sang là cô đã khá sốc. Giai đoạn đầu thực sự là khó khăn, mình đến một đất nước mới, mọi thứ đều mới. Khi ra đường, họ dùng ngôn ngữ khác mình, mọi người đều khác mình. Tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn giữa thế giới này. Nhưng đây là cuộc sống mà mình đã lựa chọn, cho nên tôi phải tiếp. Đấy là điều mà chị đã chia sẻ. Và ngoài ra, nhiều người đã phải làm cả những cái việc rất nguy hiểm, đối diện với pháp luật và có thể bị bắt, bỏ tù, trục xuất về Việt Nam bất cứ lúc nào. Mà các bạn có thể thấy trên một số trang truyền thông trong nước cũng đã đăng những cái hình ảnh mà rất đau thương này. Đó là Anh tuyên án nhóm người Việt Nam trồng cần sa trong nhà để thu tiền tỷ. Nhà chức trách ước tính nhóm này đã thu được ít nhất 25 triệu bảng Anh, tức là tương đương với 713 tỷ đồng. Phần lớn số tiền bất chính được gửi về nước. Cảnh sát đã tịch thu 2,5 tấn cần sa trị giá hơn 6 triệu bảng cùng 23.000 bảng tiền mặt. Đây là hình ảnh các bị cáo trong cái vụ án này. Theo trang web chính thức của cảnh sát Zvalis, 21 người Việt Nam đã bị kết án trong phiên tòa diễn ra vào ngày 27 tháng 9. Tổng cộng có 23 bị cáo được đưa ra tòa nhưng có 2 người được tuyên trắng án. Phần lớn những người Việt Nam này đều vượt biên vào Anh và sử dụng giấy tờ giả. Nên trước khi xác định được danh tính thật, cảnh sát phải đặt cho mỗi bị can một cái tên để dễ làm việc. Đặc biệt có trường hợp còn khai gian tuổi, nói mình mới là trẻ vị thành niên khi bị bắt để gây khó khăn cho nhà chức trách. Khánh Văn Phạm, người bị kết án 4 năm 10 tháng tù, khai mình 14 tuổi, nhưng thực tế đã 26 tuổi, khiến cảnh sát phải mất tới vài tháng để xác minh thông tin này. Thì đây là cái những hình ảnh của những cái nghi phạm, và bây giờ thì họ đã là tội phạm, đã bị kết án vì trồng cần sa tại Anh. Và các bạn thấy rất đông và rất nhiều người và cũng khá trẻ. Người đã từng đi bằng đường bất hợp pháp này chia sẻ thêm như sau. Và đây là hình ảnh của người Việt Nam đang trốn trong rừng ngay trong thời điểm này để vượt biên bất hợp pháp sang Anh. Và các bạn cũng đã biết những cái rừng ở châu Âu trong thời điểm này thì rất lạnh, nhiệt độ xuống âm 2, âm 3, thậm chí âm 5 độ. Và với những hình ảnh này, với cái cách ăn mặc như thế này như tại Việt Nam thì họ sẽ khó sống sót. Các bạn thấy họ không đi giày và chỉ đi tất và đứng trong một vũng bùn, ngồi trên vũng bùn. Và đây là những thanh niên đang tìm mọi cách để có thể sang Anh. Và chị Lan cũng muốn chia sẻ tâm sự với những ai đang định đi di cư như mình. Con đường các bạn chuẩn bị đi hoặc mong muốn đi là bất hợp pháp. Dù mục đích có là gì thì nó vẫn là con đường sai lầm. Tuy nhiên tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Có những người thông cảm được cho lý do của các bạn và có những người không chấp nhận được lý do đấy. Nhưng nói một cách ích kỷ một chút thì cuộc sống của mình là của mình. Không ai có thể sống thay cho mình, không ai có thể quyết định thay cho mình được. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì thì cũng mong các bạn suy xét thật kỹ. Chị Lan đã nói như vậy. Và đây là cái điều mà chúng ta, những cái người mà sắp sửa đi từ Việt Nam nên cân nhắc, vì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới. Và những người nhập cư này có nhiều nỗi khổ mà họ vẫn phải cắn răng chịu đựng. Và đây là chia sẻ thêm. Đây là hình ảnh của người vượt biên bất hợp pháp trong một thùng xe tải vào châu Âu. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ là cả cái thùng này đầy người, nằm người ngồi và rất chật chội. Thực sự Anh Quốc không phải là giống như người ta vẫn từng mơ. Người ta vẫn nghĩ rằng đi ra nước ngoài mọi sự dễ dàng hơn, kiếm tiền dễ, có thể gửi về nhiều về để giúp đỡ gia đình, để xây dựng nhà to cho bố mẹ, để giúp nuôi các em ăn học.
Thực ra không phải thế. Đằng sau đó là rất nhiều góc khuất. Đằng sau những đồng tiền đó là mồ hôi, nước mắt, là những ngày làm việc rất dài và những bữa ăn rất vội, là những cuộc sống khó khăn và sự cô đơn mỗi khi đêm về, rất nhiều thứ phải đánh đổi. Tôi cũng mong muốn những người Việt đang ở Việt Nam có cái nhìn thông cảm hơn, nhân hậu hơn đối với các nạn nhân và những người Việt Nam đang còn ở nước ngoài, đang phải sống trong cuộc sống theo tôi là khá khó khăn. Chị nói, và các bạn đã thấy rất rõ ràng là với hành trình này của họ đi thì quả thật là nguy hiểm, khó khăn và đầy thử thách. Trên con đường đi, người di cư bất hợp pháp có thể mất mạng và bị ức hiếp cũng như chịu sự tủi nhục trước những cái kẻ buôn người. Và những cái thông tin tiếp theo, đây là hình ảnh chiếc xe tải chở 71 thi thể của người đang phân hủy. Việc phát hiện 39 cơ thể ở thùng xe tại Anh gợi nhớ đến những ký ức bi thảm về những thảm kịch tương tự của người nhập cư trái phép. Họ phó mặc cho số phận, chấp nhận trở thành nạn nhân của các người đường dây buôn người để tìm đường tới miền đất hứa. Và chúng ta gợi lại hình ảnh cách đây một thời gian, đó là vào năm 2015 cũng phát hiện ra 71 người chết trong chiếc xe này. Khoảng 11 giờ 30 phút thứ Năm ngày 27 tháng 8 năm 2015, cảnh sát Áo nhận được một tin báo về một chiếc xe tải 7,5 tấn bị bỏ lại trên đường cao tốc A4 gần biên giới Slovakia và Hungary. Người qua đường cho rằng chiếc xe này bị hỏng, tuy nhiên một số phát hiện máu chảy ra từ thùng xe cùng với một thứ mùi khủng khiếp như mùi thi thể đang phân hủy nên đã nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát. Trên chiếc xe mang biển số Hungary này có ký hiệu một công ty gia cầm ở Slovakia. Thùng chiếc xe tải bị bỏ lại hoàn toàn kín giúp ngăn khí lạnh thoát ra ngoài trong quá trình chở thực phẩm. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện các dung dịch lỏng hôi thối chảy từ đằng sau của chiếc xe. Thùng xe nhanh chóng được mở ra và hình ảnh bên trong khiến cho tất cả những người chứng kiến đều cảm thấy bàng hoàng. Trước mắt họ, rất nhiều thi thể người đang nằm trong giai đoạn phân hủy, chồng chất lên nhau. Sau khi khám xét xe, cảnh sát xác nhận có tất cả 71 thi thể, gồm 60 đàn ông, 8 phụ nữ và 3 trẻ em, với độ tuổi lần lượt là 2, 3 và 8, đó là các tuổi của trẻ em như vậy. Và các nạn nhân được cho là đã chết bên trong chiếc xe được khoảng 2 ngày khi nó đang vượt qua biên giới từ Hungary sang Áo. Chiếc xe bị phơi dưới nắng nóng nhiều ngày làm cho các thi thể phân hủy mạnh. Điều này khiến các nhà chức trách đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình nhận dạng tử thi. Và rất nguy hiểm các bạn thấy. 71 người chết trong xe bị phân hủy. Và những cái người vừa rồi, 39 người, nếu không được phát hiện ra thì cũng gặp trường hợp bị phân hủy tương tự như vậy. Và vụ việc những người vừa qua đã chết tại Anh đã làm chấn động chính trường Việt Nam, mất mặt các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam trước người dân trong nước và quốc tế. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy cái phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phủ nhận đã xác nhận minh được 14 nạn nhân người Nghệ An. Trả lời câu hỏi về việc đã xác định được 14 trường hợp tử vong trong container đông lạnh tại Nghệ An, tại Anh là người Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết hiện nay vẫn chưa có kết quả chính thức của bất cứ trường hợp nào. Thì đây là chia sẻ của ông trong cái cuộc họp bên hành lang Quốc hội vừa qua. Và Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam đã cố tình xây dựng một hình ảnh của mình làm sao cho thật màu sắc để che đậy thực tế rất phũ phàng là người dân Việt Nam không được hưởng công bằng xã hội. Chỉ một bộ phận nhỏ quan chức của Đảng Cộng sản là trở nên giàu có và bất minh. Đại bộ phận người dân không còn muốn sống trong một đất nước tham nhũng tràn lan, giáo dục lạc hậu, y tế khủng hoảng, môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng. Nên họ đã từ bỏ chủ nghĩa xã hội để ra đi, tạo lập cho mình một cuộc sống mới nơi các nước dân chủ và tự do. Điều này có những lúc buộc họ phải đánh đổi cả sinh mạng của mình. Nhưng khi chủ nghĩa cộng sản đầy đau khổ còn tồn tại trên quê hương Việt Nam thì dòng người ra đi vẫn tiếp dài bất tận. Các bạn vừa xem chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.